Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Bản tin liên quan đến Sài Gòn, người cung cấp thông tin chống tham nhũng được hỗ trợ 400 Mỹ Kim. Phó Bí thư Sài Gòn Nguyễn Hồ Hải vừa ký ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thông tin để chi trả, hỗ trợ cho người cung cấp thông tin phản ảnh để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tại thành phố Sài Gòn. Theo đó, thì người cung cấp thông tin là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đang sinh sống, làm việc và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không bao gồm tổ chức, cá nhân chuyên trách về chống tham nhũng, tiêu cực và giới chức, công chức, nhân viên tại cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, sẽ được nhận tiền hỗ trợ tối đa là 400 Mỹ Kim. Theo chính quyền Sài Gòn, thì việc chi trả, hỗ trợ là hình thức khuyến khích, động viên người cung cấp thông tin có giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chứ không phải là một giao dịch dân sự. Các thông tin tài liệu của người cung cấp thông tin phải được thẩm tra, xác minh, sử dụng, quản lý hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Người cung cấp thông tin sẽ được bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối họ, tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác khi cung cấp thông tin. Đồng thời được nhận khoản tiền theo quy định này nếu thông tin cung cấp chính xác, giúp cho các giới hữu trách có cơ sở thẩm tra, xác minh và giải quyết được hành vi tham nhũng tiêu cực. Hãng hàng không Vietjet nhận được cam kết nguồn quỹ 100 triệu Mỹ Kim. Tờ Fox loan tin vào ngày 31 tháng 10 dẫn thông báo từ hãng hàng không Vietjet của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, ba nhà đầu tư tại Việt Nam đã ký thỏa thuận sơ bộ với Vietjet trong quý 3 và hy vọng là trong quý này sẽ hoàn tất thỏa thuận ký kết. Vietjet không nêu rõ cụ thể là ba nhà đầu tư đó ra trong thông báo của hãng, mà chỉ cho biết rằng tổng khoản đầu tư 100 triệu Mỹ Kim sẽ được dùng để giúp cho hãng này mua thêm máy bay mới và mở rộng mạng lưới bay. Ngoài khoản cam kết 100 triệu từ ba nhà đầu tư có trụ sở ở Việt Nam như vừa nêu, Vietjet gần đây còn nhận được khoản tài trợ máy bay trị giá là 550 triệu từ Colio Aviation. Vietjet được cho biết là đã đặt mua 200 chiếc máy bay 737 MAX của hãng Boeing với tổng giá trị là 25 tỷ Mỹ Kim. Số máy bay này sẽ được giao trong vòng 5 năm tới. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhân của Vietjet Air, từng gây ồn ào qua vụ tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Lake Nukri College thuộc Đại học Oxford của Anh Quốc để đổi thành trường Thảo College. Và cuối tháng 9 vừa qua, tờ Telegraph của Anh Quốc loan tin kế hoạch đó đã bị hủy. Nhiều bệnh viện ở miền Tây lại thiếu máu, bệnh nhân chờ mỏi mòn. Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ loan báo kho máu bệnh viện hiện trống trơn, nhiều bệnh nhân mỏi mòn chờ đợi máu. Nói với báo Tuổi Trẻ vào ngày 31 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ cho biết, kho máu của bệnh viện hiện chỉ còn 5 đơn vị máu B, 3 đơn vị tiểu cầu. Theo phân công của Bộ Y tế Việt Nam, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ là nơi tiếp nhận, sàng lọc và sản xuất máu để cung cấp máu và chế phẩm máu cho 74 bệnh viện thuộc 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không phải là lần đầu mà bệnh viện này ra thông báo kêu cứu về tình trạng cạn kiệt máu ở ngân hàng máu. Bác sĩ Đặng Minh Hiền, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình trạng thiếu máu thời gian qua rất đáng lo ngại nên chỉ ưu tiên cho người bệnh tại phòng cấp cứu. Trong khi đó, thì ông Bùi Đức Văn, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tình trạng thiếu máu ở bệnh viện này xảy ra từ đầu năm cho đến nay. Từ giữa tháng 10, bệnh viện đã phải liên lạc với Trung tâm Truyền máu Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy để nhờ hỗ trợ bổ sung thêm lượng máu, ông Văn đã viết như trên. Theo bác sĩ Trương Thị Yến Linh, trưởng khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, do thực trạng thiếu máu nên phải rất cân nhắc để chỉ định truyền máu đối với những trường hợp nguy cấp. Còn những trường hợp khác, bệnh viện rất thiếu nguồn máu nên không thể truyền, dù những bệnh nhân đó theo chuẩn chỉ định là phải được truyền. Cho phép xe hơi du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Việt Nam. Dịch vụ lái xe hơi du lịch tự lái giữa thành phố Móng Cái, Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng ở Trung Quốc qua cầu Bắc Luân 2, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sẽ chính thức được mở lại từ ngày 31 tháng 10. Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phê chuẩn phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Móng Cái và Hạ Long và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo đó, xe tự lái từ Trung Quốc được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái và Hạ Long ở quốc lộ 18A, là đường cao tốc Hạ Long và Móng Cái. Xe không được hoạt động, dừng, đổ ở các khu vực quân sự hoặc là các khu vực cấm khác. Các xe này phải là xe dưới 9 chỗ, được các giới hữu trách của hai nước kiểm tra, cấp giấy phép vận tải. Xe dán logo của đơn vị tổ chức dễ để nhận diện, phải đi theo đoàn, các xe hơi của Việt Nam dẫn đoàn, hoạt động theo quá trình đã định sẵn, như là xe không được tách đoàn và đi tự do. Ở chiều ngược lại thì các xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc cũng phải đi theo đoàn, có xe dẫn đoàn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc dẫn và thực hiện theo đúng các thủ tục, giấy tờ quy định của Trung Quốc. Vĩnh Phúc xin xây đại tượng Phật hơn 20 triệu Mỹ Kim. Trao đổi với báo giới trong nước thì ông Trần Quốc Bình, Chủ tịch thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết dự án xây đại tượng Phật 49 m trị giá 20 triệu Mỹ Kim đang được dư luận quan tâm, thực chất đã xây móng từ rất lâu, bây giờ nhà chùa mới đề nghị dựng đại tượng Phật. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được xây dựng từ năm 2004, ngay cạnh khu di tích Danh Thắng Tây Thiên. Có diện tích rộng là 4,5 hectare, rừng ngoại vi rộng 50 hectare. Liên quan đến dự án xây đại tượng Phật, Bộ Xây dựng Việt Nam vừa ra văn bản đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, v.v. Bộ Xây dựng cũng gửi văn bản đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ lý do và sự cần thiết phải xây dựng đại tượng Phật trị giá tới 20 triệu Mỹ Kim. Trong công văn này, thì Bộ Xây dựng cũng lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc do công trình đã thi công xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình. Khánh Hòa đã tử hình một ông chồng giết vợ và hai người phụ nữ. Vào hôm 31 tháng 10, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên tử hình bị cáo Phan Danh Hưng ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, do là đã đâm chết vợ, cháu gái vợ và một người hàng xóm sau cuộc cãi vã do mâu thuẫn với gia đình. Bị cáo Hưng, 37 tuổi, là hung thủ đã sát hại 3 người vào rạng sáng ngày 2 tháng 6, gồm có bà Lý Thị Thùy Vân, 37 tuổi, vợ của bị cáo Hưng, chị Lý Thị Minh Nguyệt, 19 tuổi, là cháu của bà Vân, và bà Hồ Thị Tú Di, 47 tuổi, là người hàng xóm. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, ông Hưng đã nhiều lần chửi và đánh vợ do nghi ngờ vợ mình ngoại tình nhưng không có chứng cớ. Vào tối ngày 1 tháng 6, bà Vân đi làm giúp việc ở Nha Trang về thì thấy chồng say rượu, đập phá nhiều vật dụng ở trong nhà nên đã cự cãi với chồng. Lúc này ông Hưng lớn tiếng đe dọa là sẽ sát hại vợ. Bà Đinh Thị Ây, là mẹ của bà Vân, đã đứng ra cản ngăn. Sợ chồng làm thiệt, vào tối ngày hôm đó, bà Vân đã cùng đứa con gái 12 tuổi sang nhà bà ngoại sát bên để ngủ nhờ. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 6, khi mà bà Ây đi bán rau, thì ông Hưng đã cầm dao qua nhà của bà Ây gõ cửa. Khi mà cô Nguyệt bước ra, ông ta đã đâm gục. Nghe tiếng cháu gái kêu cứu, bà Vân ở trong phòng đã chạy ra, cũng bị chồng đâm nhiều nhát. Con gái của nạn nhân thức giấc, thấy mẹ và chị nằm gục trên vũng máu, còn ông Hưng thì đang thay quần áo phía sau nhà, liền chạy sang nhà đối diện gọi bà Di để kêu cứu. Sau khi gây án, ông Hưng đã thay bộ quần áo dính máu rồi lên ngọn núi gần nhà trốn. Đến tối ngày 6 tháng 6 thì ông đã bị công an truy bắt và đã đưa về cơ quan để điều tra. Hội An và Đà Lạt được công nhận là thành phố sáng tạo UNESCO. Sau Hà Nội, thêm hai thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Tổng Giám đốc UNESCO vào ngày 31 tháng 10 đã ký quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng với 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Mạng lưới này thành lập vào năm 2004 nhằm để thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố có chung mục tiêu, coi sáng tạo là yếu tố chiến lược cho phát triển đô thị bền vững, đặt các ngành công nghiệp, văn hóa và sáng tạo vào trung tâm của các kế hoạch phát triển cấp địa phương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế. Mạng lưới hiện có 350 thành phố từ hơn 100 quốc gia, tập trung vào 7 lĩnh vực sáng tạo gồm có thiết kế, văn học, âm nhạc, thủ công và nghệ thuật dân gian, ẩm thực, điện ảnh và nghệ thuật truyền thông. Và bản tin liên quan đến tình hình ở Việt Nam, thì Bộ Tài chính của Việt Nam đã yêu cầu kiểm tra tổng thể về việc quản lý tiền công đức vào năm 2023. Bộ Tài chính của Việt Nam mới đây ban hành hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa. Văn bản được gửi đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ này đã yêu cầu các đơn vị trừ Quảng Ninh ban hành quyết định kiểm tra tổng thể về việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh. mục đích là để tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích, thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức và tài trợ theo hướng minh bạch và rõ ràng. Cụ thể thì các đơn vị này sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội, xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách, ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích trong năm 2023. Các đơn vị cấp huyện đã gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tiếp theo phần tin Việt Nam, từ tháng 11, khách đoàn Việt Nam đi Nhật Bản sẽ được cấp visa điện tử. Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Sài Gòn, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, Nhật Bản sẽ cấp e-visa, tức là thị thực điện tử, cho khách đoàn Việt Nam. Thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Nhật Bản sẽ cấp thị thực điện tử, tức là e-visa, cho du khách Việt Nam. Cụ thể, loại thị thực áp dụng là thị thực lưu trú ngắn hạn, nhập cảnh một lần với mục đích du lịch trong vòng 15 ngày. Giới hạn cho người mang thông hành Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam. Người xin cấp thị thực cần xuất trình tại sân bay hiển thị thông báo cấp thị thực Visa Issuance Notice trên màn hình điện thoại di động, iPad, kết nối Internet. Dữ liệu bằng PDF, ảnh chụp màn hình hay là bản cứng thì không được chấp nhận. Ban đầu, chính sách mới chưa áp dụng với du khách đi tự túc mà chỉ áp dụng với các công ty ủy thác. Sau đó sẽ là công ty chỉ định, gồm những công ty được nộp visa cho các đoàn tour du lịch. Số liệu từ Tổng cục Du lịch Nhật Bản đưa ra cho thấy trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường khách tới Nhật Bản lớn nhất. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối.